buông xả tất cả phiền não. Đức Phật dạy rằng: này các đệ tử, thế nào là buông xả tất cả phiền não? Với bậc tôn thờ, tâm không cao ngạo. Với chỗ không thờ, tâm không xem thường. Thì đây Đức Phật đang nói về đối tượng tôn giáo thiêng liêng. Khi chúng ta là Phật tử, thờ Đức Phật, thờ Bồ Tát, thờ Thánh Tăng, Cao Tăng, Chơn Tăng, thì chúng ta không nên khởi tâm ngạo mạn rằng mình cũng ngang bằng với các vị ấy. Rất nhiều người không hiểu chữ Hán á, ngộ nhận chữ tự quy Phật là quy Phật bản thân mình, hay là quy Phật ở trong tâm mình. Tự quy Phật trong chữ Hán có nghĩa là tôi nương tựa Đức Phật. Chứ tự đây là ngã, chủ từ ngôi thứ nhất. Mà dịch trong văn hóa tôn kính á, thì chúng ta gọi là con nương tựa Phật. Chứ không có nghĩa gì là nương tựa Đức Phật ở trong tâm mình, không có chuyện đó. Mà nếu mà nương tựa Phật trong tâm mình thì đâu còn Phật bảo nữa. Do đó hiểu sai hình thức nương tựa vào ba ngôi báo trở thành là nương tựa Phật trong tâm, chân lý trong tâm và tăng đoàn trong tâm sẽ làm cho người đó trở nên cao ngạo, từ bỏ Phật Pháp Tăng, từ bỏ Phật giáo, từ bỏ chùa, từ bỏ thầy lành mạng tốt. Và cái này đó được kinh gọi là tâm cao ngạo. Trong giới luật của người xuất gia đó, thì tâm cao ngạo có thể làm cho người xuất gia nghĩ rằng mình đã chứng thánh nhân, đạt được các pháp thượng nhân và tuyên bố việc đó, hay là xúi người khác làm cò mồi tuyên bố việc đó, hoặc mình được người ta tôn vinh việc đó nhưng mà cố tình mặc nhiên chấp nhận, thì đều vi phạm vào tội tăng thượng mạng. Và theo giới luật của người xuất gia đó, người đó sẽ bị trục xuất trọn đời ra khỏi tăng đoàn vì tâm đại cao ngạo. Còn đối với các đối tượng được tôn thờ trong các tôn giáo khác thì chúng ta không xem thường. Ở phạm vi nhỏ hơn, khi mình tôn thờ vị thầy bổn sư của mình thì cũng không nên khinh thường thầy bổn sư của người khác. Khi mình tôn thờ ngôi chùa của mình cũng không vì thế khinh thường các ngôi chùa mà mình không tới sinh hoạt, mà mục đích đó là để vượt qua được tâm cao ngạo, tâm chấp ngã. Như vậy cao ngạo và chấp ngã là đối tượng cần phải được buông xả vì đó là gốc rễ của phiền não. Đức Phật dạy tiếp: được người quý trọng, tâm không kiêu căng. Thế mình có những phẩm chất cao quý, lối sống cao quý thì ta quý trọng mình. Đức Phật dạy đó là không vì thế mà khởi lên niềm vui mừng. Thế mình sống tốt thì ta quý trọng mình, đó là chuyện bình thường. Đó là nhân quả tất yếu thôi. Và phải nỗ lực giữ, tốt hơn nữa là phát triển phẩm chất cao quý đó lớn hơn để xứng đáng với sự quý trọng của người khác. Còn cao ngạo kiêu căng khi được nhiều người quý trọng đó thì chúng ta rất dễ bị tụt dốc. Cho nên càng tu cao thì càng trở nên bình dị. Đức Phật dạy: không được lệ dưỡng thì tâm không uất ức. Lệ tức là những phẩm vật cúng dường, dưỡng nó là để dưỡng nuôi bản thân mình. Như vậy người xuất gia
Khi không được người Phật tử tại gia phát tâm cúng dường thì không có cảm thấy buồn. Những vị mới tu, nhất là tu đi hành khất đó, theo luật Phật dạy vào mỗi buổi sáng. Các nước Nam truyền thì vẫn giữ truyền thống này, các nước Bắc truyền vì để tránh tình trạng lợi dụng hình thức người xuất gia để lừa đảo, cho nên là khích lệ không đi hành khất nữa. Thì lúc mới tu khi đi hành khất đó, thì chúng ta sẽ thấy cái phước duyên đó nó hiện rõ. Cũng là một đoàn hành khất, có thể là vài người, vài chục người, vài trăm vị. Nhưng mà có người thì được cúng rất nhiều, cúng đầy bát. Có người thì không ai cúng. Hoặc là thí dụ mình đi một đoàn 10 người đi, các Phật tử ta đứng chờ để phát tâm cúng, ta cúng đến người thứ 7 cái hết phẩm vật. Thì người thứ 8, thứ 9, thứ 10 đó cũng cảm thấy chạnh lòng. Nếu mà mình tu mà chưa được trọn vẹn đó, mình sẽ chạnh lòng, thì sao phước mình nó hẩm hiu như vậy. Người khác thì được, mà đến phiêu mình thì không. Cái đó cũng dễ trỗi dậy phiền não. Trạng thái quốc quốc đó nó làm cho chúng ta không hoan hỷ với việc người khác cúng dường cho các vị đồng tu khác. Thì đây là cái tâm ganh tị. Với người tốt xấu, tâm luôn bình đẳng. Tức là mình đối xử một cách bình đẳng giữa người tốt với mình và giữa người xấu với mình. Cái này rất là khó. Người tốt với mình đối xử với họ cao quý, vui vẻ, hoan hỷ, tán dương, đồng hành, hợp tác. Nhưng mà người xấu với mình thì mình đâu có dễ dàng làm được tương tự như vậy. Thì đây là tâm xả mà. Xả là mình buông phiền não, cho nên chúng ta cũng phải ứng xử tốt với những kẻ xấu. Được danh dự lớn, tâm không vui mừng. Lúc bị chê bai, tâm không buồn giận. Khi được ca ngợi, tâm hướng về Pháp. Khi bị quỷ trách, không hề nản lòng. Thì bốn câu này đó hỗ trợ cho nhau. Câu 1, câu 3 đó liên hệ đến nội dung được khen. Câu 2, câu 4 đó, liên hệ đến nội dung bị chê. Thì khi được khen đó, kinh này dạy chúng ta là không nên nở lỗ mũi, hãnh diện tự hào, tự cao, tự đại, mà một mực á, hướng tâm về Phật Pháp để thực tập tốt hơn. Còn khi bị chê đó, thì chẳng những không buồn, không giận, không hờn, mà cũng không nản chí, không bỏ cuộc nữa chừng. Nên có một cái sự thật là đối với rất nhiều người cha mẹ hay là lãnh đạo doanh nghiệp về việc sử dụng nhân tài đó, thì người được quan tâm để trở thành truyền nhân hoặc là căn nhất để đưa lên vai trò xứng đáng thường sẽ bị soi bằng kính hiển vi, chứ không đơn thuần là kính lúp đâu. Như vậy, những sai sót nhỏ, những trục trặc nhỏ, những cái lỗi lầm nhỏ cũng bị đem ra góp ý, mà mục đích đó là để giúp cho người được quan tâm đó đó trở nên toàn thiện hơn, đặc biệt hơn. Vì vậy, người được cân nhắc này phải cảm thấy mình là được chiếu cố đến, cho nên phải khởi tâm hoan hỷ. Và nhờ đó mình mới có tiến bộ trọn vẹn được. Cũng giống như khi sáng tác một bài nhạc, hay là một bài thơ, hay là một đoạn văn, thì người sáng tác có tinh thần cầu thị đó sẽ mời những người ngang bằng hoặc là cao hơn mình về kiến thức chuyên môn xem qua để góp ý chỉnh sửa. Khi chỉnh sửa xong tác phẩm mình xuất bản, nó hoàn thiện hơn, ấn tượng hơn. Cho bài ca quý vị biết là nó chỉ có ít chữ thôi,
Làm sao bài ca nó không bị trùng văn, trùng từ, ngoại trừ những tình huống điệp ngữ mà mình muốn sử dụng để nhấn mạnh, để làm nổi bật một cái gì đó. Cái bài thơ đó ít chữ hơn, có niêm luật, thì nó đòi hỏi chúng ta lại càng không nên sử dụng trùng từ và thậm chí là trùng ý nữa. Cho nên đó, người khác là soi chiếu vào để làm sao rõ vấn đề hơn là bản thân mình. Do đó tinh thần cầu thị sẽ giúp cho các tác phẩm, tức là đứa con tinh thần, đứa con tri thức của chúng ta đó, được chỉnh chu hơn, không có gì tự ái. Và ngày lễ tự tứ vào rằm tháng 7 đó, thì các tăng sẽ mời bạn đồng tu gồm các bậc thầy, sư huynh hay là sư đệ, những người đồng môn chỉ lỗi cho mình, thấy trực tiếp hay nghe người khác kể, hoặc là hoài nghi rằng mình có cái gì đó chưa được hoàn thiện hay là một cái lỗi gì đó, thì theo đó chúng ta chỉnh sửa. Thì tương tự các vị ni ở trong các chùa cũng thỉnh mời các ni trưởng, ni sư, sư cô lớn và các sư cô đồng tu để giúp cho mình trở nên hoàn thiện. Cho nên đó, được góp ý một số người tự ái bảo cuộc. Thì trong chùa cũng vậy, khi mình chưa được hoàn thiện 100%, được góp ý tự ái là bà bỏ chùa này đi qua chùa khác. Đằng khi đó, cái tính cách không thay đổi thì đi đâu cũng tiếp tục bị chỉnh sửa. Rồi cuối cùng cứ ôm cái tâm phiền não đi hết chỗ này đến chỗ kia, đi lòng vòng cuối cùng không đi tới đâu. Cái câu chuyện ẩn dụ về con chim bị người ta xem đó là điềm báo của những điều xui, mang bệnh tật, cái chết, xui rủi đến cho dân làng. Thì trước khi rời khỏi cánh rừng đó, cô chim này đó đã đến tâm sự với lại một chim bạn rằng bây giờ chúng ta thì quen nhau cũng đã lâu, giờ ở đây ai cũng ghét tôi, nên tôi đi chỗ khác để tìm cơ hội sinh hoạt mới. Thì chim bạn mới hỏi là vì lý do gì mà dân cư đây ghét bạn. Thì cô chim ấy trả lời là khi nghe tiếng hót của tôi đó, mọi người dùng gần ná bắn, có người dùng súng, có người xua đuổi, có người giăng bẫy. Thì chim bạn nó mới tâm tình rằng là nếu chị không thay đổi cách kêu và tiếng kêu đó, thì đi đâu người ta cũng ứng xử tương tự với chị như vậy thôi. Như thay vì chúng ta đào tẩu thì hãy quay lại nhìn vào bên trong gốc rễ để xem đó có những sai suất gì mà hành xử của mình đó, có thể làm cho mọi người xung quanh không vui thì điều chỉnh đó. Điều đó nó quan trọng hơn đó là trốn tránh.